Biểu hiện bất thường của nghi phạm sát hại nữ sinh lớp 10 qua lời kể của bố mẹ. Theo bà Hát, từ ngày bị tai nạn dẫn đến chấn thương sọ não, tính tình của Hùng trở nên bất thường. Liên quan đến vụ nữ sinh lớp 10 bị sát hại, ngày 25 tháng 2, Cảnh sát hình sự PC02, Công an tỉnh Hà Nam đang phối hợp với Công an huyện Lý Nhân tạm giữ hình sự Trần Mạnh Hùng sinh năm 1999, trú ở thôn 1 Mai Xá, thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân để làm rõ hành vi giết người. Ghi nhận của báo chí, vào sáng ngày 25 tháng 2, các đơn vị nghiệp vụ đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, tìm tang vật liên quan đến vụ án tại nhà Hùng ở thôn 1 Mai Xá, thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân. Chia sẻ với báo chí, bà TTVH 56 tuổi, mẹ của Hùng cho biết, bà nhận được tin báo con trai bà đã giết người khi đang làm giúp việc trên Hà Nội. Nhận tin dữ, bà đã vội vàng quay trở về quê nhà. Theo bà Hát, Hùng hoàn toàn bình thường cho đến biến cố vào năm 2018. Hùng bị tai nạn khi đi làm trên Hà Nội rồi bị chấn thương sọ não. Từ lần mổ não, tính khí của Hùng trở nên bất thường, bố mẹ nói Hùng không nghe. Hôm kia, ngày 23 tháng 2, tôi thấy Hùng trèo lên mái nhà định nhảy xuống. Tôi không ngờ nó có thể gây tội như vậy, bà Hát chia sẻ. Ông TVS 61 tuổi, bố Hùng cho hay, mình là người đầu tiên phát hiện sự việc hôm qua 24 tháng 2. Khi ông nấu cơm dưới bếp thì thấy con trai chạy từ trong nhà ra ngoài ngõ, nghĩ có điều bất thường, ông S lên phòng Hùng kiểm tra thì tá hỏa phát hiện cháu V, sinh năm 2005, học sinh lớp 10, nằm bất động trên giường. Thấy cháu gái nằm bất động, tôi lấy dầu gió xoa nhưng cháu không tỉnh, ông S kể lại. Theo chia sẻ của ông S, vào tối 23 tháng 2, ông ngủ trên nhà còn Hùng về muộn. Ông chỉ nghĩ là con trai đi chơi về muộn như mọi ngày. Ông S cũng cho hay, từ ngày bị tai nạn dẫn tới chấn thương sọ não, Hùng thường xuyên có biểu hiện không bình thường. Có lúc ông trông thấy Hùng cắn vào đồ vật trong nhà. Việc Hùng dẫn bạn gái về nhà cũng không phải lần đầu. Không ai bảo được, Hùng không làm gì, chỉ xin tiền bố mẹ. Có lần Hùng còn cầm dao định đâm tôi, ông S buồn rầu nói. Trước đó, tại cơ quan công an, Trần Mạnh Hùng khai nhận do quen biết từ trước và có mối quan hệ yêu đương với nạn nhân tên V, nên đêm 23 tháng 2, Hùng đón V về nhà ngủ. Đến trưa ngày 24 tháng 2, Hùng dùng tay bóp cổ V đến tử vong và nhảy xuống ao cạnh nhà tự tử nhưng không thành. Tiếp đó, Hùng đi ra cầu Thái Hà, huyện Lý Nhân tiếp tục tự tử thì bị bắt. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án trên. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị.